Bố đẻ của bé gái 8 tuổi liệu rằng có bị thay đổi và truy tố về tội giết người hay không? Và ngày hôm nay ngày 21 tháng 7 thì đang diễn ra phiên tòa xét xử vụ án bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong. Thế nhưng, theo thông tin tôi được biết của báo chí đưa tin thì vụ án này thì đã được hội đồng xét xử cho tạm hoãn với lý do là để thay đổi cũng như là điều tra xác minh lại tỷ lệ thương tật của bé nhỏ. Và cụ thể thì sự việc được diễn ra như sau. Vào sáng nay ngày 21 tháng 7, sau gần 7 tháng kể từ ngày xảy ra vụ án của bé NTVA 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái thay vì xét xử kín. Qua quá trình làm thủ tục, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé VA đề nghị xác định lại tỷ lệ thương tật, thương tích của bị hại trong các ngày 7, 11, 10, 12 tháng 12 năm 2021 và xác định bị cáo Thái là đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người, cố ý gây thương tích. Và sau khi hội ý, hội đồng xét xử đã nhận thấy căn cứ vào các điều 205, 206, 207 Bộ luật hình sự, việc xác định thương tích là bắt buộc. Hội đồng xét xử cũng cho rằng cần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung, xác định lại tỷ lệ thương tật của bị hại theo yêu cầu của luật sư. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội đồng phạm giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, do đó hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm. Qua đây thì có rất nhiều người thắc mắc rằng liệu rằng hội đồng xét xử cho tạm hoãn phiên tòa đang xét xử công khai như vậy có đúng với pháp luật hay không, và những trường hợp nào thì tòa án được tạm hoãn theo quy định của pháp luật. Và khi căn cứ theo điều 297 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì có quy định như sau về việc tạm hoãn phiên tòa. Tòa án tạm hoãn phiên tòa khi thuộc một trong những trường hợp, thứ nhất là có một trong những căn cứ quy định tại các điều như là 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Thứ hai, cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa. Thứ ba, cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại. Thứ tư, cần định giá tài sản, định giá lại tài sản. Và ở những trường hợp mà tạm hoãn phiên tòa thì phiên tòa sẽ phải được xét xử lại, tức là xét xử lại vụ án. Như vậy, khi căn cứ theo điều 297 của Bộ luật Tố tụng Hình sự thì có thể thấy rằng việc hội đồng xét xử ngày hôm nay khi xét xử vụ án của bé VA 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong là hoàn toàn phù hợp, hợp lý với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì với lý do rằng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là bé VA 8 tuổi thì cũng đã đưa ra những chứng cứ, đưa ra những đề nghị, yêu cầu hội đồng xét xử cần phải tuân thủ theo để làm sao đảm bảo quyền lợi cho bị hại, cũng như là đưa ra một hình phạt, một mức phạt công bằng, công tâm, đúng quy định và đúng pháp luật nhất khi mà yêu cầu giám định lại tỷ lệ thương tật của bé VA trong những ngày bị bạo hành mà tôi vừa mới đề cập phía trên. Và chính vì vậy, hội đồng xét xử đã tiến hành tạm hoãn phiên tòa, trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát để viện kiểm sát có thể thay đổi, điều tra lại. Và bên cạnh đó thì còn có thể sẽ dẫn tới một trường hợp, đó là thay đổi tội danh từ tội đang là bạo hành người khác sẽ lên có thể là tội cố ý gây thương tích, thậm chí là đồng phạm của tội giết người. Đến đây có nhiều người thắc mắc rằng vậy liệu rằng bố đẻ của bé gái 8 tuổi bị tử vong này thì liệu rằng có bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội giết người hay không? Để có thể trả lời câu hỏi này thì chúng ta cần phải làm rõ rằng vậy hội đồng xét xử cũng được tạm hoãn phiên tòa cũng như là trả lại hồ sơ để thay đổi tội danh của người phạm tội khi đã bị khởi tố và xét xử hay không? Câu trả lời là có. Căn cứ theo điều 298 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì có quy định rằng nếu như đối với trường hợp mà vụ án đang trong quá trình xét xử thì tòa án, tức là thẩm phán hoặc là hội đồng xét xử, hoàn toàn có thể thay đổi tội danh, miễn sao tội danh đó vẫn nằm ở trong điều luật quy định, một là bằng, hai là có thể thấp hơn so với tội danh mà viện kiểm sát đã truy tố cũng như đã khởi tố đề nghị trước đó. Thế nhưng còn đối với trường hợp mà xét thấy tội danh của bị cáo là nặng hơn, những cái tình tiết nặng hơn và sử dụng những điều luật khác, thậm chí là thay đổi tội danh, thì khi này hội đồng xét xử hoàn toàn có thể tạm hoãn phiên tòa, trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát để có thể tiếp tục điều tra cũng như là xác minh lại, thay đổi những cái yếu tố, những cái chứng cứ chứng minh để làm sao vụ án có thể đưa ra một cách công bằng, công tâm, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật nhất, mang tính răn đe và giáo dục nhiều nhất có thể. Quay trở lại vấn đề thì rõ ràng rằng luật sư của bên bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại là bé VA 8 tuổi thì đã đưa ra những yêu cầu cần phải giám định lại tỷ lệ thương tật này, cũng như là cần phải xác định lại liệu rằng ở đây có yếu tố cấu thành tội đồng phạm của tội giết người hay không, hay liệu rằng có yếu tố cấu thành về tội cố ý gây thương
thương tích hay không. Và nếu như viện kiểm sát sau khi đã tiến hành điều tra lại thì thấy rằng đủ yếu tố cấu thành hành vi là đồng phạm của tội giết người, thậm chí là có thể là tội cố ý gây thương tích, thì khi này mức phạt của người cha đẻ của bé gái 8 tuổi này sẽ không chỉ dừng lại ở mức phạt có thể là tối đa là 8 năm tù, mà còn có thể cao hơn nữa, thậm chí cũng có thể dẫn tới tù chung thân nếu như bị khởi tố truy tố về tội giết người khi mà tội giết người này lại là dưới 16 tuổi nữa. Và trên đây là một vài góc nhìn của luật sư X khi nhìn vào hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa của bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong này. Thì hy vọng rằng video này sẽ phần nào đó cung cấp kiến thức cũng như là giúp ích cho bạn xem. Nếu như các bạn thấy hay và bổ ích, hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi chúng tôi. Và đặc biệt rằng đừng quên chúng tôi luôn luôn có những dịch vụ pháp lý, dịch vụ luật sư chuyên nghiệp uy tín, và hãy liên hệ với chúng tôi khi các bạn có nhu cầu nhé. Xin chân thành cảm ơn. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.